Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hạ Sĩ Quốc Vlog nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn là sử dụng kết hợp phối hợp 8 động tác để mình sang làm cái mặt bằng nha các bạn. Thì trong cái xe cuốc này á, thì quan trọng là cái lấy mặt bằng nha. Mình mà lấy mặt bằng được thì mình đi làm ở đâu cũng được hết á, ở đâu người ta cũng nhận mình hết á. Lương thì mình đã nói rồi nha các bạn, lương thì tầm khoảng 20 triệu nha các bạn. Rồi ok, thì đối với săn lấp mặt bằng á, thì các bạn là chủ yếu là sử dụng cái tay phải là sử dụng cái ti nâng nha các bạn. Bạn chỉ sử dụng là nâng gần, và cái tay trái của các bạn là sử dụng cái là cuốn giỏ nha các bạn. Nâng cần và cuốn giỏ thì hai động tác đó thì các bạn có kéo bằng đường nha các bạn. Ở đây thì mình làm đường thì sỏi thẳng nhiều nên mình kết hợp với cái gầu để mình lấy cái sỏi thẳng lên, rồi mình sẽ đập cái sỏi ra nha các bạn để mình làm đường cho nó bể ra, tại vì đường này sỏi thẳng nhiều quá. Thì nói chung thì tóm lại thì cái lấy mặt bằng đó thì cái quan trọng là mình sử dụng là nâng cần với lại co chỏ, hai cái đó mình phối hợp đều nhau thì nó sẽ kéo một cái gầu vào rất là bằng nha các bạn. Ví dụ như các bạn làm từ từ, nếu mà các bạn thấy nó hơi lên quá đó thì các bạn điều chỉnh lại, thì các bạn hạ cái gầu xuống cho nó, miễn sao cái tầm mắt của các bạn á nhìn thấy là nó bằng là được rồi, nhìn bằng mắt thường nó bằng được rồi. Chứ mà nếu mà bằng theo cái kiểu mà đo cao độ thì mình làm không được nha các bạn, cái nước thì mình làm không được, cái đó thì khó lắm nha. Chứ mình làm mặt bằng theo cái tầm mắt mình á thì cũng đạt rồi nha các bạn. Thường thì nếu mình nhìn bằng tầm mắt quen á thì mình làm xong thì nó cũng tương đối khoảng 90% nha. Ok, như các bạn thấy đó thì ở đây sỏi thẳng nhiều quá thì mình phải sử dụng cái ti nâng á, sẽ búa nó bể ra thì mình lại ém xuống, ém cho nó lấp đi thì mình mới làm bằng được. Lấy cái lưng gầu mình ra nó nha. Làm xong cái mình co cái gầu lại, cái lưng gầu xuống mình chà nó cho nó liền đẹp. Thì làm thì mình không có làm nhanh đâu nha các bạn. Nói chung thì mình làm phải làm từ từ. Làm tới đâu thì cho nó xong tới đó luôn. Cách làm là như vậy đó. Mình cứ gấp. Làm tới đâu thì cho nó được tới đó. Đó, lấy cái lưng vào chà, các bạn thấy không? Chà, ém cho nó liền xuống. Đó, làm đến đâu được đến đó. Khi mình đi rồi là mình không có quay lại mình làm nữa nha. Chứ đừng có các bạn, đừng có làm xong các bạn cái tương đối các bạn bỏ đi rồi một hồi không có đạt, mất công các bạn làm nữa thì rất là mất thời gian nha các bạn. Nói chung chậm mà chắc. À, mình làm chậm mà mình làm chắc nha. Đó thì các bạn thấy cái mặt bằng không? Mặt bằng mình làm thì tương đối vậy được rồi. Đi làm đường mà như vậy thì xe nó qua nó lưu một cái nữa nó sẽ rất là đẹp nha. Ở dưới mình làm mặt bằng cho những cái người mà người ta làm ruộng á, phá ruộng, dỡ ruộng, phá bờ bao rồi đó. Thì hôm nào có cái video thì mình sẽ dành cụ thể thêm nha. Cái đó nó rất là khó nha các bạn, cái đó khó hơn cái này gấp mấy lần nha. Cái này mình làm tương đối được chứ cái đó mình phải làm 90% nữa lên nha. Thì cái nghề xe cuốc này á thì quan trọng là cái lấy mặt bằng nha các bạn. Lấy mặt bằng mà chuẩn rồi á thì các bạn là ok luôn.
khi làm thì các bạn nhớ quan sát xung quanh có đường dây điện hay không. Cái dây điện các bạn phải chú ý nha, đừng có đường dây điện là mệt nha. Các bạn thấy cái đường tỏi tản nhiều quá, mình phải búa, phải đập nó. Đập thì dễ lắm nha các bạn, chỉ nâng hạ cành xuống là nó tự động nó đập nha. Rồi ok các bạn, thì video hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn là lấy mặt bằng thôi. Còn làm những cái kỹ thuật khác thì mình sẽ làm những cái video khác nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn xem video thấy video hay có ý nghĩa nhớ cho mình một đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come.